Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi cương quyết với con quái vật Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 một lần nữa đã đả kích Trung Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh phải sử dụng những cách thức sáng tạo và cương quyết hơn để buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thay đổi đường lối. Trong bài phát biểu tại Thư viện Nixon, bang California, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói nỗi lo của cố Tổng thống Nixon rằng đã tạo ra một con quái vật của Frankenstein khi ông mở đường hội nhập thế giới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1970 đã trở thành hiện thực. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Pompeo với bài phát biểu tại Thư viện Nixon vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2020, được xem là chiến lược toàn diện đối phó với Trung Quốc. Cố Tổng thống Nixon đã mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Cộng sản Trung Quốc vào năm 1979 thông qua một loạt các giao thiệp bao gồm một chuyến thăm tới Bắc Kinh vào năm 1972. Trong diễn văn tại Thư viện Nixon chiều ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại những tố cáo của Washington với Bắc Kinh về các tập tục thương mại không công bằng, nạn vi phạm nhân quyền và các âm mưu thâm nhập xã hội Mỹ. Ông Pompeo cho rằng quân đội Trung Quốc đang ngày càng trở nên hùng mạnh và ghê gớm và kêu gọi cách tiếp cận cảnh giác với Trung Quốc. Bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo đưa ra sau khi Washington đã bất ngờ ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, Texas. Cách thức giao tiếp mà chúng ta theo đuổi không mang lại những thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon kỳ vọng. Ngoại trưởng Pompeo đã nói như vậy. Và sự thật là chính sách của chúng ta và của những quốc gia tự do khác giúp hồi sinh nền kinh tế thất bại của Trung Quốc, để rồi chứng kiến việc Bắc Kinh ăn cháo đá bát, ông Pompeo nhấn mạnh. Chúng ta, những quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, phải buộc Trung Quốc phải thay đổi bằng những cách thức sáng tạo và cương quyết hơn, bởi hành động của Bắc Kinh đe dọa tới người dân và sự thịnh vượng của chúng ta. Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định như vậy. Và trước đó, nhân chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng Mỹ muốn lập liên minh chống hiểm họa Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mike Pompeo gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson nhân chuyến thăm Anh kéo dài 2 ngày từ hôm 20 tháng 7. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng tất cả các nước trên thế giới cần ý thức rõ ràng độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Ông Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe dọa nguy hiểm cho trật tự thế giới dựa trên luật pháp hiện nay, theo hãng truyền thông Reuters cũng chia sẻ. Và do đó, quan chức này đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ mọi động thái làm tổn hại đến hòa bình và ổn định chung. Ông nói tiếp, chúng tôi muốn thấy mọi quốc gia hiểu được sự tự do, dân chủ và hiểu mối đe dọa mà Trung Quốc đang đặt ra. Ông nhấn mạnh thêm, chúng tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh nhận thức được mối đe dọa từ Trung Quốc và phối hợp để Bắc Kinh hiểu được cách hành xử của họ không mang lại lợi ích cho chính họ. Và Trung Quốc không thể cứ tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển mà nước này rõ ràng là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không thể cứ bắt nạt, dọa dẫm các quốc gia xung quanh mãi. Những hành vi thao túng các thiết chế quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cũng phải ngừng lại, Ngoại trưởng Pompeo đã khẳng định. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, mục đích quan trọng nhất của việc thành lập liên minh là kiến tạo một nền tảng để mọi quốc gia có thể tự mình đứng lên chống lại Bắc Kinh và tự giành lấy những quyền lợi hợp pháp của họ. Ông Pompeo cũng nêu rõ tất cả các nước cần ý thức rõ ràng độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia lễ duyệt binh trên Biển Đông vào hồi tháng 4 năm 2018. Cuộc diễu binh hải quân có mặt tàu sân bay Liêu Ninh cùng 10.000 sĩ quan hải quân, 76 máy bay chiến đấu và một đội tàu gồm 48 tàu chiến và tàu ngầm, theo hãng truyền thông Reuters đưa tin. Và phát biểu trên tàu khu trục, ông Tập kêu gọi hiện đại hóa hải quân Trung Quốc thành lực lượng dẫn đầu thế giới và nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với quân đội nước này. Mới đây, bài phát biểu ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có tựa đề Nước Trung Quốc Cộng sản và tương lai thế giới tự do, được cho là chiến lược toàn diện của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó với Trung Quốc. Chúng ta mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền
và các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc họp hội phụ huynh học sinh của chúng ta. Ngoại trưởng Mỹ cũng tiếp tục chỉ ra rằng so với các đối thủ khác, Trung Quốc rất sợ người dân nước này nói sự thật và kêu gọi thế giới tự do cần phải chiến thắng chế độ cực quyền mới. Vì thế, Mỹ và các nước cùng chí hướng khác với tư cách là quốc gia tự do trên thế giới cần sử dụng cách mới và chắc chắn hơn để thúc giục Trung Quốc thay đổi hành vi của mình. Bởi vì Bắc Kinh sẽ không thay đổi chỉ vì những lời khuyên bảo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng chỉ ra rằng lãnh sự quán là trung tâm gián điệp của Trung Quốc và Mỹ đã thờ ơ với sự xâm lược của Trung Quốc trong nhiều năm và chỉ ra rằng chính sách hiện tại của Washington là sửa chữa khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh không công bằng trong quá khứ. Ông cũng chỉ ra rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc không phải là một quân đội bình thường. Nó không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc mà là để duy trì sự thống trị tuyệt đối của giới tinh hoa Trung Quốc và mở rộng đế chế Trung Quốc. Ông cũng nói rằng Liên Xô trước đây đã tự cô lập khỏi thế giới tự do, nhưng Trung Quốc đã bước vào biên giới của chúng ta. Bây giờ đã đến lúc các nước cùng chí hướng tập hợp lại và thành lập một liên minh dân chủ mới chống lại Trung Quốc. Ông nói rằng nguy cơ hiện nay là rất rõ ràng và thế giới tự do cần phải đáp trả và không thể quay lại quá khứ. Ông Pompeo cũng nói rằng người dân Trung Quốc thì tràn đầy sức sống và yêu tự do. Điều này hoàn toàn khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói Mỹ muốn gần gũi với họ và trao sức mạnh cho họ. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng vừa ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô ở miền Tây Nam. Đây là động thái ăn miếng trả miếng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước này. Đây là hình ảnh trụ sở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô. Trong thông báo vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là phản ứng chính đáng và cần thiết trước những biện pháp phi lý của Mỹ, theo hãng tin AFP đăng tải. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo đến Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc về quyết định rút chấp thuận thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy. Và Bộ cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể về chấm dứt mọi hoạt động, các sự kiện do Tổng lãnh sự quán tổ chức. Theo cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông báo được gửi đến Đại sứ quán Mỹ vào sáng ngày 24 tháng 7. Thông cáo nhắc đến sự kiện vào ngày 21 tháng 7, khi Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston, gọi hành động này là khiêu khích đơn phương. Trước đó nữa, vào ngày 21 tháng 7, Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston, bang Texas ở Mỹ. Và Washington cáo buộc rằng nơi này và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao khác của Bắc Kinh hoạt động gián điệp và gian lận visa. Đưa ra bình luận đầu tiên về việc Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã cảnh báo Washington có thể đóng thêm các lãnh sự quán khác của Bắc Kinh. Ông nói, quý vị có thể thấy chuyện gì đã diễn ra, tôi đoán họ đốt tài liệu hoặc đốt cái giấy tờ và tôi tự hỏi tất cả đó là gì. Hãng truyền thông Reuters đã dẫn lời Tổng thống Donald Trump khi đề cập đến vụ cháy trong sân của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas vào hôm 21 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Washington bất ngờ yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này trong vòng 72 tiếng. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas vừa bị yêu cầu đóng cửa là một bình phong cho hoạt động gián điệp. Và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ sở ngoại giao, đó là một nút trung tâm trong mạng lưới quy mô lớn các gián điệp và hoạt động gây ảnh hưởng ở Mỹ. Tòa nhà đó phải đóng cửa ngay bây giờ và các gián điệp có 72 giờ để rời đi hoặc bị bắt. Ông Rubio đã viết trên trang Twitter trong một cuộc hình như vậy. Cũng sau đó nói thêm trên đài, ông Rubio cho biết Trung Quốc sử dụng các doanh nhân làm bình phong để gây ảnh hưởng đến quốc hội và các chính trị gia Mỹ ở cấp bang và địa phương. Đây là hình ảnh lính cứu hỏa đến hiện trường sau khi cư dân báo tin nhiều tài liệu đang bị đốt trong sân tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc vào tối thứ Ba ngày 21 tháng 7. Video được một cư dân sống bên cạnh tòa nhà của Tổng lãnh sự Trung Quốc đăng lên mạng cho thấy nhiều thùng chứa có lửa bốc lên và nhiều người đang ném đồ vật vào trong những chiếc thùng này. Giới chức Mỹ thời gian qua đã cáo buộc lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston là tâm chấn của hoạt động đánh cắp nghiên cứu tại Mỹ. Ông David Stever, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương, còn mô tả phái bộ ngoại giao của Trung Quốc có hành động mang tính lật đổ. Theo tờ New York Times, truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 23 tháng 7 cũng đồng loạt nói rằng
việc chính phủ Mỹ ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston là một nỗ lực nhằm đổ lỗi cho Bắc Kinh về những thất bại của Hoa Kỳ trước việc cuộc bầu cử của Tổng thống vào tháng 11. Và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ mô tả lệnh đóng cửa của Mỹ là một sự khiêu khích chính trị và kêu gọi Washington lập tức thu hồi quyết định trên. Trên trang tweet, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh viết rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng các biện pháp đối phó quyết liệt. Và phiên bản tiếng Anh của tờ Chinese Daily của Trung Quốc đã mô tả việc đóng cửa là một bước đầu trong trò chơi mới của chính quyền Hoa Kỳ nhằm tô vẽ Trung Quốc như một tài tử ác độc trên sân khấu thế giới, từ đó biến nó thành một kẻ ngoài vòng pháp luật đối với cộng đồng quốc tế. Bài báo viết tiếp, động thái này cho thấy rằng do thua sút trong các cuộc thăm dò so với đối thủ của cuộc bầu cử Tổng thống, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ dồn sức để mô tả Trung Quốc là một tác nhân gây tội ác. Tờ báo của Trung Quốc tiếp tục bình luận như vậy. Và Mỹ có 7 phái bộ ngoại giao tại Trung Quốc, gồm các đại sứ quán ở thủ đô Bắc Kinh, 5 lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và một phái bộ ngoại giao ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Theo tờ báo Wall Street Journal, Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến tại khu vực Tây Tạng, một trong các khu vực nhạy cảm đối với chính phủ Trung Quốc. Và trung bình, phái bộ ngoại giao này có khoảng 200 nhân viên, bao gồm 150 nhân sự được thuê tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhà nghiên cứu mang quân hàm của Trung Quốc bị Mỹ bắt giữ. Và các quan chức Mỹ cho biết, nghiên cứu viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc đã bị bắt sau một khoảng thời gian trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Hãng tin Reuters vào ngày 24 tháng 7 dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, một nghiên cứu viên Trung Quốc cố thủ bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hiện đã bị Mỹ bắt giữ và dự kiến ra tòa vào ngày 24 tháng 7 tới. Hãng tin Bloomberg cũng dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ đưa tin tương tự. Người này tên là Jung Tang, bị cáo buộc trốn lệnh bắt của nhà chức trách Mỹ vì gian lận thị thực visa bằng cách ẩn náu trong tòa lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco suốt nhiều tuần lễ qua. Jung Tang là một trong 4 nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ truy tố mới nhất vì mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc. 3 người còn lại gồm Chen Kong, Kai Kai Shao và Xin Wang đều đã bị bắt. Theo hồ sơ trình lên tòa án tại San Francisco tuần này, Jung Tang, nghiên cứu viên người Trung Quốc làm việc ở Đại học California, đã khai gian trong đơn xin thị thực Mỹ rằng bà chưa từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Jung Tang đã bị truy tố tội gian lận thị thực vào hôm 26 tháng 6. Hãng tin AP cho biết nhà nghiên cứu này đã nói dối về lai lịch của bà. Các đặc vụ đã tìm thấy những bức ảnh cho thấy Jung Tang mặc quân phục của quân đội Trung Quốc. Họ cũng xem xét nhiều bài báo từ Trung Quốc để xác nhận sự liên quan của cô với quân đội nước này. Quan chức cấp cao trên của Bộ Tư pháp Mỹ nói với báo giới rằng Jung Tang đã bị bắt vào tối ngày 23 tháng 7, tức là giờ Mỹ, và không được miễn trừ ngoại giao vì bà không được xem là một quan chức ngoại giao của Trung Quốc. Và bà sẽ phải ra tòa lần đầu vào ngày 24 tháng 7, theo giờ của Mỹ, quan chức đã nói, đồng thời cáo buộc Jung Tang là một phần trong mạng lưới của những đồng nghiệp che giấu quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc khi xin thị thực. Không rõ làm cách nào để nhà chức trách Mỹ bắt được bà Jung Tang. Các quan chức Mỹ từ chối bình luận về việc tại sao lãnh sự quán Trung Quốc lại cho phép vụ việc bắt giữ diễn ra, nhưng cho biết các chi tiết sẽ được tiết lộ tại tòa. Theo trang Washington Free Beacon chia sẻ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 với bản tin Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi cương quyết với con quái vật Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de